Con đọc truyện đi, bố soi cho con sáng để con đọc truyện đấy. Chuột đến ao của bạn gấu luôn. Đừng sợ, đừng sợ. Gì nữa nhỉ? Con kể lại từ đầu đi. Kể to lên cho bố mẹ nghe nào. Nào, sau đây là tiết mục bạn Bông Bông kể chuyện. Tiết mục kể chuyện bắt đầu. Câu chuyện bắt đầu. Tiếp đi, câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện về bạn khỉ con. Con phải kể to lên để mẹ mới nghe thấy. Từ từ mẹ kể con. Bông phải ghép màn vào à? Thế à? Quản gì nhỉ? Nước dâng lên. Bạn khỉ con phải như là nhỉ? Dỗ. Thì nước rút rồi thì sao? Thì các nhà chúng ta cây chúng như hầu hát để cho như hầu để ăn đấy. Đúng rồi. Hai chị nhà và biết nhà phải yếu nha. Hai chị thì biết to lên không? Vâng. Nói to lên con. Bên tỉa nhìn thấy. Con nói to lên chứ. Thì ba chị thì sao nhỉ? Nhút nhát và gì hay gì nhỉ? Đúng rồi, hai chị em được phân công hát một bài hát. Cho chị đi hát một bài và em nghe cũng nhắc nhở hát hát nghe thôi. Đúng rồi. Không chịu hát. Không chịu hát. Mẹ thì hiểu rồi. Mẹ kể cho nó. Ba bố nói như nào nhỉ? Hai chị em. Hai chị. Nếu như mà hát thật hay. Hai chị em. Hát thật hay thì bố sẽ thưởng cái gì nhỉ? Thưởng hai chị bạn ăn. Đúng rồi, thưởng hai chị bạn ăn thật thật xinh nhá. Thế là hai chị em voi đã hát rất hay. Thế là voi em.
Đây chứ. Sáng hôm sau. Chắc em mang không? Mang đến. Để nhà. Nhà mà hôm qua em là thôi. Chắc không chị đừng khóc lên. Hôm qua to lên. Hôm qua em làm đổ giỏ quả thông. Thông của chị. Hôm nay em đền quả thông khác nhé. Thông khác nhé. Thế là voi chị à, và sóc chị như nào nhỉ? À, sóc con như nào nhỉ? Sóc con xấu hổ. Đúng rồi, vô cùng xấu hổ. Bây giờ con không thấy chị nữa. Tụi mẹ ơi, từ giờ con không ích kỷ nữa đâu. Thích mẹ trai nha. Đúng rồi, có bạn tỷ bố rất là thích mẹ trai. Tỷ bố mẹ người và cả bạn sóc trèo lên cây nữa. Đúng rồi, vẽ được cả bạn voi và bạn sóc trèo lên cây. Tỷ bố con vẽ được bạn chuột nữa. Đúng rồi. Các con, các bạn cũng thích thú. Ai cũng thích luôn. Mẹ xanh chó đấy. Đúng rồi. Ai cũng có bức tranh mà kỷ bố vẽ cho. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nữa, kể nữa. Bông, kể chuyện gì? Anh bé đây. Vâng. Anh bé. Câu chuyện bắt đầu. Cậu hãy trồng cây cà chua. Cậu ăn cả quả nhuận. Ăn quả của nó thì cậu sẽ cao lên lớn trở lại thôi. Sẽ ngại thôi. Đúng rồi. Thế là đông ý trồng cây cà chua. Nó ăn quả một bạn kia này. Anh chắc thật nha. Sao anh
nhiều quả cà chua chín đỏ luôn. Vặt lấy ngay một quả cà chua. Đem đi gì nhỉ? Rửa sạch. Ăn luôn. Để ăn luôn. Ấy chở đi. Để ăn rau nha. Buồn ngủ chưa bông? Kể chuyện đến khuya, chỉ kể chuyện đêm khuya thế đủ chưa? Chưa. Chưa à? Thế con kể tiếp đi. Để cho các tất thật là khô. Thôi. Sau đó cất vào rương, cất vào tủ quần áo cho nó sạch. Một anh này cất nè, thích chơi đồ chơi nha. Không chịu. Rất là thích chơi đồ chơi nhưng mà gì nhỉ? Mình là không chịu rửa tay. Không chịu rửa tay đâu. Một hôm. Để đi chơi đồ chơi ngay ngay. Ôi dồi, tẩy mặt quá. Anh bé đi chơi bóng về thì sao? Anh bé đi chơi bóng về. Con đi chơi sạch sẽ vào vào nhà mẹ. Anh mẹ làm nhé. Anh bé mẹ làm nhé. Anh mẹ không chịu đi. Không chịu rửa tay. Anh là bóc bánh ăn luôn. Ui dồi ôi, bận quá. Tối thì anh đang bận quá. Không thể nào ngủ. Không thể nào mà ngủ được. Phải đưa anh về đi chỗ bác chị để điếm ấy. Đúng rồi. Thì anh trở đi. Không chịu để tay trước khi không bao giờ anh bé để tay bẩn mà lúc nào cũng rửa tay thật sạch. Sạch sạch luôn. Đúng rồi. Một anh bé. Anh bé ngủ một mình. Anh bé ngủ trên chiếc giường rất là xinh. Anh bé định tự nhiên anh bé tỉnh dậy sao? Mẹ ơi, cho buồn tái. Sao nữa nhỉ? Tiếp. Thế là mẹ như nào nhỉ? Mẹ đưa anh mẹ đi tái nữa rồi. Mẹ cho buồn sữa chứ. Đúng rồi. Bác xem nằm xuống đi ngủ. Thật say say luôn. Đúng thế rồi. Con đã đi ngủ thật say say luôn chưa? Chưa. Tiếp đến chị bé thì sao? Chị bé giật mình tỉnh dậy thì khóc quá lên. Quá lên. Bởi vì sao? Rửa ướt hết rồi. Rửa ướt hết rồi. Tại sao nhỉ? Đúng rồi, thì chị bé đấy dâm mà, thì chị bé không ngoan. Mẹ ơi, cho mua tái. Ừ, thế là thế phải đi tái ngay. Thì tớ đây là...